Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Độ nghi vấn Minh Tú bị Hoàng Thùy hủy kết bạn sau loạt mâu thuẫn trên show thực tế. Mới đây, nữ siêu mẫu nổi tiếng Minh Tú đã úp mở về việc bị ai đó unfriend sau 3 năm trên Instagram cá nhân. Dù không xác định được rõ nhân vật bị chân dài đề cập là ai, nhưng chắc hẳn ai cũng nhận thấy mùi drama nồng nặc trong từng câu chữ Minh Tú chia sẻ. Việc người đẹp nhớ rõ cô và đối phương đã kết bạn 3 năm trước cho thấy đây là một mối quan hệ có tầm quan trọng nhất định với cô. Không ít người đồn đoán có thể hiểu theo cách khác là mâu thuẫn xuất hiện từ 3 năm về trước rồi. Bên cạnh đó, câu chốc hạ chắc do Facebook đổi thuật toán nữa rồi của Minh Tú khiến không ít người phì cười, cho rằng nàng thí liễu quá cao tay khi kết thúc bằng một câu vừa đá xéo vừa gây hài, khiến vấn đề nhẹ nhàng đi không ít và cũng cho thấy việc đá khỏi danh sách bạn bè của người kia không khiến cô quá bận tâm. Sau khi đăng tải ít lâu, người hâm mộ siêu mẫu liền lập tức mở cuộc điều tra xoay quanh những mối quan hệ của cô nàng. Kết quả dân tình không khó để phát hiện ra đó không ai khác chính là Hoàng Thùy, bởi vì mọi người đã không còn tìm thấy tên Hoàng Thùy trong danh sách bạn bè của Minh Tú. Mới đây, chân dài đã có màn khẩu chiến đầy mùi thuốc súng tại tập 4 chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ. Điều này làm công chúng cũng ngộ ra ít nhiều. 3 năm trước cũng là thời điểm cả hai góp mặt với vai trò huấn luyện viên tại chương trình The Face Việt Nam. Ai đó đã nhanh tay đào được khoảnh khắc Hoàng Thùy đề nghị kết bạn với Minh Tú thời điểm đó, càng củng cố thêm những suy đoán trên. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những nghi vấn của người hâm mộ. Tất cả đều đang chờ đợi sự lên tiếng chính thức từ cả Minh Tú lẫn Hoàng Thùy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.